đến bây giờ là 32 phút rồi. Kéo xong dây và chốt dây rồi. Thì cơ bản chỗ này nó cũng thẳng 300m anh nhá. Tròn hơn 300m tí. Gọi là 300m đi. Bây giờ ra tủ cáp để nối. Ui, quên mang cái quên cầm cái rẻ lâu đi mà lau cái tủ cáp. Ném chiếc khóa lên cho cậu. À lề huế lề tía. Cái chủ đô của cậu à. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, buồn phiền làm chi dối trá. Chết mẹ. Đây nhau nhá. Anh em đi ban đầu thì nên đi cao như này thôi. Đi cao như này thì cái tỷ lệ sự cố thì nó ít hơn so với ngày xưa anh em hay đi thấp. Anh em hay đi thấp thì nó rất là dễ gây ra cái sự cố. Mình đi cao bằng cái đường điện này thì cái sự cố nó giảm thiểu được cái sự cố. Đây, tôi con đi xe với lại. Đây nhá. Đã chống xét của cột điện bị ăn bớt mất rồi. Đấy trưởng. Chống xét mà nó không làm đến đất. Sáu, bảy, tám, chín. Chín khoảng cột anh em nhá. Chín khoảng cột và vào nhà nữa. 10 đi, 10 coi như 10 khoảng cột nhá. 10 khoảng cột 04. 40m, nhưng mà cái khoảng này nó xa phết đấy. Cái khoảng này phải hơn 50m đấy chứ. Cái khoảng cột xa này thì anh em nên chốt liên tục vào nhá. Cột nào cũng tốt chốt. Để đảm bảo được cái đường dây nó không bị trùng võng. Ây da. Ui da, ruộng này sâu thế. Đây anh em này, nhìn cái đôi dép này. Không ra cái mặt đôi dép nữa.
đâu ấy. Ây à. Cú ơi, kéo dây về đi. Rồi. Ui, ui. Kinh. Cho nên ở nông thôn thì anh em bọn tôi không đi được dày anh em nhá. Không bao giờ đi được dày luôn. Đi được dày được đúng một buổi vứt. Nói đi lãnh đạo ơi. Đó đấy, hàng ấy. Hàng gì? Hàng gì đây? Hàng gì? FC với này ấy. FC. FC với lại ấy là cái gì? Cái gì? FC với ấy là cái gì? Ờ. Chờ tí nhá, đang ở dưới. Đấy, để kiểm thu cái. Ừ. Nào, con buộc bao xeo cái cột ấy, xong bao nhá. Bao bằng cái cố cố cửa lên mà. Nó có bao này chẳng ngõ này, thật lâu nó kịp chặt đấy. Nào, có cái hung đâu bà. Khi khi nó la một tiếng mày bít đến khi mày báo khi báo bầu chơi chích trăm ad mày bà. Lấy mà lấy cái chuối cho cậu. Sáu trăm tám mươi bốn tuần vào nhà đấy hay quán cứ tuần vào điểm này cái ăn ở thang không.
kiến này của tôi thì ít khi phải rửa lắm. Đây nha, con ngựa chiến này thì ít khi phải rửa. Bởi vì rửa mà đi vào mấy đường này thì cũng thôi. Được một hôm. Từ lúc quay đến bây giờ là 32 phút rồi. Kéo xong dây và chốt dây rồi. Thì cơ bản chỗ này nó cũng thẳng 300m đấy nhá. Tròn hơn 300m tí. Gọi là 300m đi. Bây giờ ra tủ cáp để nối. Ui, quên mang cái quên công cái rẻ lâu đi mà lâu cái tủ cáp. Tủ này bận. Hoan BV76. Ui, ui ui.
Chuẩn lắm anh em ạ. Mình xem mình này. Cái bánh thì nó mấy năm trời rồi. Đây anh em này, nét 1 tốc độ 200m. Đấy, sử dụng speed test để test. Gói này 220.000. Đào lót up lót 114.